như chị Jenny Đỗ cũng như chị Hồng Ly vừa chia sẻ thì một trong những cái vấn đề nữa mà cũng được các bạn du học sinh cũng như là các bậc phụ huynh quan tâm đó là vấn đề ăn ở khi mà các bạn đến du học tại một quốc gia. Như vậy thì không biết đến du học tại OFAC và cũng như là khi mà đặt chân đến đất nước Singapore thì vấn đề ăn ở sẽ như thế nào ạ? Về cái vấn đề ăn ở của học sinh cũng là cái vấn đề rất là lo lắng của các bậc phụ huynh khi muốn cho con em mình qua một đất nước xa lạ. Thì để thấu hiểu cái vấn đề đó thì Tân Đại Dương đã liên kết chặt chẽ với hệ thống nhà ở cũng như là ký túc xá tại Singapore để cho hỗ trợ cái vấn đề này. Thì khi học sinh đăng ký du học tại Tân Đại Dương thì trước khi du học thì các bạn sẽ được các chuyên viên hướng dẫn về cách chọn ký túc xá như thế nào. Thì các bạn có thể chọn loại hình ký túc xá là phòng đơn, phòng đôi, phòng 3 người hoặc là phòng 4 người. Thì cái giá cũng sẽ tùy thuộc vào điều kiện gia đình để mà có thể là book cho học sinh. Thì khi mà các bạn ở ký túc xá thì các bạn sẽ được là nấu ăn, tự nấu ăn theo cái sở thích của mình. Có bình nước nóng lạnh, có bếp điện từ. Rồi các bạn có thể tự nấu nướng mà không sợ là lo về cái khẩu vị của mình khi mà sang một đất nước khác. Thì thêm nữa là nếu mà những học sinh học tại Singapore mà đăng ký hình thức ký túc xá thì học sinh sẽ được ký túc xá kiểm tra là qua dấu vân tay để có thể kiểm soát được sự có mặt của học sinh. Thêm nữa là nếu mà học sinh không thích cái sự quản lý của ký túc xá thì học sinh có thể chọn cái hình thức là ở riêng, thuê căn hộ. Tuy nhiên thì cái hình thức này nó hơi cao, do đó thì các bạn thường thường thì nếu mà thuê căn hộ thì các bạn sẽ ở theo nhóm và cuối tháng sẽ share phòng với nhau. Cái phương tiện mà được sinh viên lựa chọn nhiều nhất đó là xe bus và tàu điện ngầm. Thì hai cái loại hình này vừa tiết kiệm chi phí cũng như là vừa hợp với túi tiền của sinh viên. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.